Một người đàn ông 54 tuổi sinh sống tại Missouri, Mỹ đã tử vong khi nhiễm một loại vi khuẩn có trong hào sống. Theo Insider, Sở Y tế Công cộng tại St. Louis cho biết, người đàn ông này mua hào sống từ một cửa hàng có tên là The Fruit Stand and Seafood Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân hầu nhiễm khuẩn không đến từ doanh nghiệp này. Các nhân viên y tế vẫn đang cố gắng truy tìm nguồn gốc của những con hào bị nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus. Đồng thời, họ cũng cảnh báo người dân rằng không nên ăn hào sống mới mua từ cửa hàng nói trên. Vibrio vulnificus là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ liên quan trong việc tiêu thụ hải sản. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), căn bệnh này được gọi là vibriosis, xuất phát từ việc ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn Vibrio và gây ra khoảng 52.000 ca bệnh mỗi năm. Các triệu chứng của vibriosis thường xuất hiện trong vòng 24 giờ sau khi nhiễm khuẩn, bao gồm tiêu chảy, sốt, ớn lạnh buồn nôn, nôn và tổn thương da. Ngoài ra, Vibrio vernificus thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt vì nó cũng có thể gây ra mụn nước chứa đầy chất lỏng, phát ban da gây đau đớn và viêm cân hoại tử trong trường hợp nhiễm trùng nặng. Để tránh nhiễm vi khuẩn Vibrio, cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA khuyến cáo tránh ăn hầu hoặc động vật có vỏ còn sống. Người dân nên nấu kỹ các loại thực phẩm này ở nhiệt độ cao. FDA khuyến cáo thêm việc ăn hào sống với nước sốt nóng hoặc khi uống rượu cũng không tiêu diệt được vi khuẩn. Chỉ có nhiệt độ mới có thể tiêu diệt vi khuẩn. Bên cạnh việc dùng thực phẩm còn sống, CDC Mỹ cảnh báo người dân cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn này khi bơi trong nước mặn nếu bạn có vết thương hở. Những người mắc các bệnh lý nền, bao gồm cả bệnh gan, có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng như cắt bỏ chi. Những người nhiễm khuẩn Vibrio verificus sẽ hồi phục sau vài ngày, nhưng đối với những người mắc bệnh nặng, cứ 5 người thì có khoảng 1 người tử vong trong vòng 1-2 ngày, theo thống kê của CDC.